Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Đây là chương trình Radio Nhà Đẹp và Chuyên Gia do BấtĐộngSản.com.vn thực hiện. Và thưa các bạn, trong chương trình của chúng tôi luôn mời đến các chuyên gia về bất động sản. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi thông qua điện thoại hoặc là các bạn có thể đặt bằng các comment ở trong các cái phần livestream của chúng tôi trong chương trình. Các bạn có thể hỏi chúng tôi về mọi vấn đề liên quan đến bất động sản, ví dụ như là mua bán nhà, rồi trang trí, rồi phong thủy, vân vân mây mây, các bạn có thể hỏi chúng tôi thoải mái. Thưa quý vị, theo quan điểm của ông bà ta thì đời người có 3 việc lớn, đó là tậu trâu, cưới vợ và làm nhà. Làm nhà trong đó được coi là việc lớn nhất. Và để làm được ra một căn nhà mà vạn thọ trường an, gia chủ thì phú quý, chúng ta có rất nhiều những điều cần phải quan tâm, từ chọn ngày, chọn tháng rồi đến chọn tuổi. Và trong chương trình đầu tiên của Xuân Kỷ Hợi 2019 ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến một chuyên gia để giải đáp mọi thắc mắc của các bạn trong việc là xem tuổi, làm nhà, mua nhà. Và chúng ta hãy bắt đầu chương trình. Xin chào mừng anh Phạm Cương đã quay trở lại với studio Nhà Đẹp và Chuyên Gia. Tôi cũng rất hân hạnh là được Nhà Đẹp TV mời lại để chia sẻ những kiến thức liên quan đến năm 2019, đặc biệt là những kiến thức mà liên quan đến năm mới. Phong thủy quan trọng mà, nên là chương trình chắc còn mời anh nhiều lần. Tại vì là một chương trình thì không thể đủ hết được với nhu cầu của mọi người. Chúng tôi đã thực hiện một cái video clip phỏng vấn nhanh quý vị. Chúng tôi gặp gỡ ở các nơi, ở các lứa tuổi khác nhau để xem quý vị quan tâm những điều gì trong vấn đề xem tuổi để làm nhà. Xem tuổi làm nhà cô thì quan trọng lắm á. Cô nghĩ là rất là quan trọng. Sửa nhà cô cũng xem. Cưới vợ này, cậu châu này, rồi thì làm nhà này. Xây nhà là phải xem tuổi đàn ông. Trong nhà mình cái tuổi của ông chồng không hợp phải đến tuổi con trai. Và nếu không hợp nữa phải nhờ một cái tuổi khác. Không phải cứ tự nhiên là mình cứ mua cái cưới đến ngày là mình cứ thế làm, thì là cái lương tâm của mình ở thì mình không thoải mái. Mình sẽ xem nhưng mà để mang tính chất tham khảo. Vì cái tuổi nó không hợp mà xem cả kế hoạch, mình mãn kế hoạch đi thì là vô tình là mất đi cái cơ hội đầu tư của họ. Các bạn quan tâm rất nhiều đến vấn đề xem tuổi để làm nhà. Cái việc này thực sự nó có quan trọng không anh? Thực ra về mặt tiêu chí phong thủy hiện đại theo anh nhé, thì nó có một số những tiêu chí quan trọng. Hàng đầu đó là vị trí, thứ hai là hình thái cấu trúc của tòa nhà, và thứ ba thì nó mới đứng đến là những cái liên quan đến nội thất để bố trí bên trong. Và thứ tư nó mới liên quan đến cái phần mà liên quan động thổ xây nhà đó. Thành ra trong câu chuyện mà chọn người, chọn tuổi, động thổ ấy, nó vẫn chỉ là hàng thứ yếu, chỉ là những cái ảnh hưởng rất là phụ thôi. Nếu mà có thể thì quan tâm nhiều. Nôm na nó giống như một cỗ xe ấy, thì chúng ta quan tâm nhiều đến cái máy này, nó là cái phần vị trí. Rồi thì các cái nội thất bố trí bên trong nó cũng tương xứng cũng tự với cả vị trí rồi hình dáng của nhà. Và cái hình dáng ô tô sao cho nó khí động học. Chứ còn mấy cái xem tuổi xem ngày nó chỉ là cái nước sơn rồi thì nó chỉ là mạ chrome, rồi nó chỉ là những cái chi tiết nó rất là phụ họa thôi để cho một cái tổng thể cái ô tô đẹp. Nhưng mà đúng là kiểu mọi người cũng đều có những cái lo lắng. Đấy đúng là rồi. Một việc đại sự đúng là rồi. Thường cũng phải. Nhưng mà đôi khi mọi người lại cứ hay quan tâm đến là cái màu sơn nó như thế nào. Chẳng hạn như vậy thì đôi khi màu sơn nó phải theo phong thủy mà. Ờ đấy. Đôi khi nó là như thế. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gọi điện cho một số vị khán giả đã đăng ký liên lạc của chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xin phép được liên hệ. Em tên là Huệ ạ. Chào bạn Huệ. Bạn có thể cho mình biết là câu hỏi của bạn dành cho anh Cương là gì không ạ? Chả là gia đình nhà họ hàng nhà em thì năm nay muốn mượn tuổi của em để xây nhà ấy. Thì em lại nghe nói là trong mượn tuổi làm nhà sẽ bị đen đủi. Nên là em muốn hỏi chuyên gia là không biết là trong mượn tuổi làm nhà thì mình có nên cho mượn tuổi không? Nếu mà có mượn bị đen đủi thì có phải là do cho mượn tuổi không ạ? Thực ra phải khẳng định luôn là cái việc mà tư duy là cho mượn tuổi là đen là cái đấy là một sai lầm. Cái mượn tuổi làm nhà này nó giống như là chúng ta đi sông đất thôi. Thực ra là trong sông đất đầu năm thì chúng ta có thể sông đến 3-4 ngôi nhà được. Tức là tại cái thời điểm đấy thôi. Tại cái thời điểm đấy thôi. Vâng, tại cái thời điểm cho mượn tuổi đến để động thổ hay làm nhà đấy thì là chắc. Cái năng lượng của mình giúp cho cái việc đấy thôi. Đúng rồi. Chứ mình không phải chịu trách nhiệm cho cả một năm sau. Chính xác. Cái việc cho mượn tuổi làm nhà nó chỉ là một bước đề ba ban đầu thôi. Cho quá trình gọi là xây dựng nó được hanh thông. Giống như chúng ta đi sông nhà thì chúng ta mang cái năng lượng cát lành của chúng ta cho người ta mượn trong những cái dịp đầu năm. Thì để cho một năm người ta vận hành ngôi nhà rồi người ta có nhiều cái điểm may mắn cát lành. Thì cũng tương tự như vậy, nó liên quan đến câu chuyện là mượn người động thổ. Thì chúng ta là cái vận năm nay chúng ta tam tai chúng ta chưa được tốt lắm. Hoặc là chúng ta có vấn đề gì đấy về trong nhà nó chưa được may mắn.
hoặc là tuổi chưa tốt thì chúng ta có thể hoàn toàn mượn những người tuổi ABC như này. Vâng. Thì cũng bản thân những người mà cho mượn tuổi cũng chả phải là vấn đề gì. Vâng. Thì nó tương tự cái cách vận hành hoặc là một cái logic nó cũng giống như là quá trình mà mượn tuổi nhờ người sông nhà đầu năm. Vâng. Như vậy là bạn Huệ có thể yên tâm là nếu như mà bố bạn năm nay mà tuổi tốt tuổi đẹp được người ta nhờ để làm động thổ xây nhà thì cũng là giúp cho tại cái thời điểm động thổ xây nhà thôi, chứ không phải là vấn đề là chịu trách nhiệm cho cả một cái quá trình xây nhà của một năm về sau. Nên là bạn có thể yên tâm. Quá trình mượn tuổi nó ảnh hưởng thường ảnh hưởng tương tác trong cái quá trình xây dựng nhà. Vâng, vâng. Thế còn người ta có làm ăn được hay không ấy, người ta có thăng quan tiến chức hay không ấy, vâng, liên quan đến cái cấu trúc của ngôi nhà đấy. Vâng. Nó có tốt về phong thủy không? Vâng. Nó có hấp thụ được năng lượng từ cái dưới nền đất lên hay không? Vâng. Đấy, và một số những thứ vân vân. Hãy coi đây là một việc tốt. Chính xác, nó là một việc tốt. Vâng, nên là không phải lo việc đấy. Rồi bạn Huệ đã yên tâm chưa? Em muốn cho chắc ấy, thì em nên bảo là hay là cứ mượn tuổi em đi. Nhưng mà thấy nghe nói người ta bảo là mượn tuổi để xây nhà thì phải mượn tuổi của người lớn tuổi hơn, đúng không ạ? Chọn người để cho mượn tuổi để làm nhà như thế nào thì đúng? Liệu gia đình họ hàng em có thể mượn tuổi em để xây nhà, không phải bố em mà không có vấn đề gì thì em chịu chẳng hạn. Thế thì nó đỡ hơn không ạ? Thực ra thì trong cái văn hóa mượn tuổi người ta ít dùng những cái tuổi liên quan đến tuổi nữ. Vâng. Thì thường là làm nhà là xem tuổi đàn ông. Nhà xem tuổi đàn ông. Vâng. Thì đấy là một cái mà nó là một cái quy ước. Vâng. Cái quy luật. Và cái thứ hai thì là thường là mượn những người mà hơn tuổi hoặc là vai lớn hơn. Vâng. Thì phong thủy nó có câu là dương thuận tổng âm. Chẳng qua nếu mà trong cái việc mà trong họ trong hàng mà bức bi quá không còn ai có ai nữa thì đúng là lấy người gọi là có ví dụ ít tuổi hơn thì vẫn có thể chấp nhận được, nhưng mà nó đạt được khoảng 70-80% yêu cầu. Không phải là được 10 điểm, 90 điểm mà chỉ được 7-8 đấy. Đúng rồi, chính xác. Đấy ạ, đấy là câu trả lời dành cho bạn Huệ. Bạn Huệ thấy thế nào? Vâng, em cảm thấy hơi tủi thân. Tại sao tuổi nữ lại không thể là tự làm nhà được, lấy tuổi mình làm nhà được? Nó cũng có những cái nguồn cơn mà sâu xa. Nếu mà bản thân bạn thì bạn có thể đứng ra làm được, nhưng mà cái người mượn tuổi của bạn ấy, thì người ta sẽ bị tâm lý. Theo tôi soi xét dưới cái góc nhìn phong thủy hiện đại ấy, thì người nữ vẫn làm được, nhưng mà cái đấy nó là hệ quy chiếu của người xưa. Tại sao người ta xưa lại không cho nữ cầu cúng hoặc là làm những nghi lễ quan trọng? Thì bản thân cái người nữ hiện đại thì nó có những cái mà y tế nó cũng tốt hơn, nhưng mà cái người nữ hồi xưa là nó hay có những cái tuần nọ tháng kia. Vâng. Nó có theo chu kỳ. Vâng, gọi là thì những ngày không được sạch. Ngày không được sạch. Các cụ quan niệm, các cụ như vậy. Quan niệm như vậy. Và trong cái đoạn mà đến ngày giờ đẹp mà người ta không kiểm soát được cái đấy. Vâng. Thì lúc đấy tính làm sao? Thành ra vâng, là cái xã hội ngày xưa người ta có đôi khi người ta trọng nam khinh nữ hơn, là bởi vì đôi khi là những cái lý do nó hơi tế nhị là như vậy. Vâng, ok ạ. Đấy, lằng nhằng có mỗi mấy việc vậy thôi bạn Huệ ạ, chứ cũng không có vấn đề gì đâu, nên không phải việc gì phải tủi thân cả. Bù lại thì đến lúc là lấy vợ lấy chồng thì lại xem tuổi là phụ nữ, đúng không? Đấy thì lại bù lại được cái đấy. Lúc ấy chúng tôi lại tủi thân à? Cũng không được. Vâng. Hiểu rồi ạ. Vâng. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh Quang, cảm ơn anh Cương. Vâng. Cảm ơn Huệ ạ. Vâng. Xin chào các bạn. Chương trình Radio Nhà Đẹp và Chuyên Gia của chúng tôi bao giờ cũng có phần livestream ở giữa chương trình. Các vấn đề về phong thủy của các bạn trong năm mới 2019, các bạn mong muốn điều gì hay là muốn thắc mắc điều gì, tất tần tật mọi thứ từ xây nhà rồi cưới hỏi rồi vân vân, nhiều thứ lắm. Bạn quan tâm điều gì các bạn cứ hỏi anh em chúng tôi ở đây, anh em chúng tôi biết gì sẽ trả lời, còn không thì thôi không trả lời. Thì đấy, hiện nay là số lượng bạn các bạn xem rất đông, 5 bạn rồi. Đấy, tự anh em mình thả tim. Bạn nào thả tim sớm thì đặt câu hỏi sẽ trả lời luôn. Vâng, đúng rồi. Đây, đã có bạn hỏi anh em mình đây. Anh Phạm Cương ơi, em hỏi một chút với ạ, nếu xây nhà vào năm không hợp tuổi thì có làm sao không ạ? Làm thế nào để hóa giải? Cái này chắc nhiều bạn quan tâm. Vâng ạ. Bạn Nguyễn Thị Thu Thủy. Vâng. Ra câu hỏi này thì tôi cũng được rất là nhiều quý khán giả hỏi câu này đây. Thì cơ bản trong làm nhà thì nó có những năm mà hợp tuổi và những năm không hợp tuổi. Theo gọi là thống kê của các cụ thì nó có một số năm như là năm tam tai này, năm hạn kim lâu này, năm hạn hoang ốc. Thì họ hạn gì, hạn cuối cùng là cái gì? Là hoang ốc này. Hoang ốc tức là cái nhà hoang, đúng là như thế. Hoang ốc. Vâng. Thứ hai là kim lâu. Vâng. Kim lâu là nôm na dịch ra là ngôi nhà màu vàng, như kiểu nhà dưới suối vàng. À,
Nhưng mà người ta nói là 1368 kim lâu, nhưng mà để làm sao để tính ra 1368 đấy? Có người thì bảo là cái cuối của cái tuổi đấy, ví dụ 31 tuổi thì là 1. Nhưng có người thì bảo là phải cộng 2 cái tuổi, và ví dụ 31 thì cộng lại là thành 4, thì lại không phải kim lâu. À, như này thì thông thường là đúng là có hai cách tư duy về tuổi kim lâu. Vâng. Nhưng mà theo gọi là những cái phân tích của anh ấy, vâng, thì cái kim lâu này nó sẽ chạy theo vòng gọi là vòng cửu tinh. Vâng. Tức là một cái ma trận mà có 9 cung ấy. Vâng. Thì cứ hết gọi là độ số 9 thì bắt đầu lập lại. Vâng. Thành ra là theo anh chuẩn ra thì là phải chia hết cho 9 và lấy số dư. Ví dụ như là 20 tuổi chẳng hạn. Vâng, thì chia cho 9 là dư 2. Dư 2. Chứ không phải là lấy số 0 đằng sau. Vâng, thì cái sự cái 2 đấy. 2 đấy để so với cả 1368. À, xem là có bị kim lâu hay không. Tức là cứ chia cho 9, còn dư bao nhiêu để so 1368. Đúng rồi. Vâng, còn đúng rồi. Tại vì đến 9 thì đã không còn phải dư nữa rồi. Đúng rồi. Thế nếu chia hết cho 9 thì là ra thì không chia sao. Cho 9 thì nó lại là số 9. Em hiểu không? Vâng. Đúng không? Vâng, em hiểu rồi. Thì không sao cả. Rồi. Còn tập trung về cái câu hỏi của bạn là nếu mà xây nhà vào năm không hợp tuổi thì có làm sao không? Vâng. Thì thông thường là các cụ khuyên là như thế. Theo cái cá nhân anh ấy, thì những cái này nó cũng chỉ mang tính tham khảo thôi. Vâng. Nó không phải là 100% là nó xấu như thế. Chúng ta có một cách hóa giải nó mang tính gọi là có thể giải quyết được vấn đề này. Thì thông thường là trong quá trình mà ví dụ như động thổ chẳng hạn. Vâng. Thì gia chủ không trực tiếp đứng ra động thổ. Gia chủ có thể vẫn cúng bình thường. Không nhất thiết phải là ví dụ như là mượn ông A, cái tuổi làm nhà ông A hợp tuổi chẳng hạn. Vâng. Thì không phải là việc mà mình là gia chủ là ông B lại bán nhà cho ông A. Vâng. Chẳng hạn như vậy thì thực tế là cái cách đấy thì anh thấy cũng không hiệu quả. Mà nôm na là làm kiểu thế thì nó mang tính nó hơi, nếu mà đi cùng như thế thì nó hơi kiểu là dối trên lừa dưới. Vâng. Với thần thánh. Hơi lừa đảo thánh thần tí. Lừa đảo thánh thần thì cơ bản là không tốt. Vâng. Thành ra là kinh nghiệm của anh cũng trong năm nay thì cũng khuyên gia chủ là cứ thành tâm. Vâng. Năm nay còn chưa tốt thì còn mượn tuổi anh A để anh hợp, anh động thổ dùng. Vâng. Thì cái lúc cùng như thế ông A được động thổ thì theo anh thấy là cũng vài nghìn trường hợp rồi, cũng chưa vấn đề gì, nhất là những cái ngôi nhà mà là chuẩn phong thủy thì lại càng tốt, không vấn đề gì. Thành ra là nếu mà có điều kiện về kinh tế này và đã đến lúc mà cần phải làm nhà rồi thì cũng không nên là chần chừ mất cơ hội. Thì các cụ có câu là nôm na là cứ phải có cái nhà tốt đã, yên bề gia thất đã, rồi bắt đầu là lập nghiệp, rồi bắt đầu tính những cái việc mà hệ trọng. Vâng. Anh xoay anh Cương ơi, gọi anh Cương thôi chứ anh xoay không biết gì đâu. Năm sau là bắt đầu hạn tam tai của em. Em nghe nói hạn tam tai dã man lắm, có phải không ạ? Vì bạn em nhiều người gặp rất nhiều chuyện rủi ro trong hạn này. Mất nhà cửa công việc, vợ chồng thì ly hôn trục trặc. Em nên làm gì để tránh được ạ? Em cũng mới nghe về cái hạn tam tai này. Trước giờ chỉ nghe con em tai thôi, nhưng mà mới nghe hạn tam tai. Mà hình như năm sau em cũng tam tai đấy. Đúng không? Anh trả lời luôn câu này cả cho bạn Vũ Khinh Phi Dương và cả em luôn. Năm sau là năm Hợi. Năm hợi đúng không? Tuổi tam tai nó sẽ rơi vào cái tuổi mà gọi là tam hợp với cái năm đấy, đúng không? Địa không phải, địa chi xỉu. Nó có cách tính, tức là hợi tí xỉu. Thì những cái tuổi tam tai thì nó sẽ rơi vào tị dậu xỉu. Đấy. À em là dậu mà. Ừ. Vợ em thì xỉu, năm sau vợ chồng em cả hai cùng tam tai đấy. Đấy, chính xác như thế. Thì nếu mà coi về mặt địa chi theo vòng tràng sinh ấy, vâng, thì nó đang bị cái thời gian gọi là suy khí. Vâng. Đấy, nên cái này nó là tính chất, nó cũng có tính chất mà liên quan đến âm dương ngũ hành rồi thiên can địa chi. Vâng. Đấy, tị dậu xỉu nó gọi là kim cục. Đấy, kim cục tràng sinh tại dậu, tràng sinh mộc dục quan đới, lâm quan đế vượng này. Vâng. Suy bệnh tử ngộ, tức là nó rơi vào bệnh tử ngộ. Vâng. Đấy, thì thường là nôm na là các cụ nói là những cái năm mà trạng thái bệnh tử ngộ thì nó hay có nhiều vấn đề. Vâng. Thành ra là có những cái câu gọi là tam hợp hóa tam tai. Vâng. Tam hợp hóa tam tai không phải là cứ ông tam hợp gặp nhau là vứt đi. Vâng. Tam hợp gặp tam tai thì bởi vì là rơi vào cái năm tam tai nó hay bị cộng hưởng. Vâng. Nhà vợ tam tai, chồng cũng tam tai, và thành ra là những cái năm đó. Vâng. Năm. Vâng. Đấy. Double đấy. Vâng. Double xui đấy. Vâng. À, thành ra là câu chuyện là những cái năm đấy thì càng cẩn thận hơn. Vâng. Trong việc là xây nhà làm ăn hoặc là kinh doanh. Vâng. Thì thông thường những cái này thì nếu mà nói là dã man thì đúng là nó cũng có phần nào đấy đối với những cái hạn double như vậy. Vâng. Và khuyên là nói chung là khuyên là nên có những cái việc mà chỉnh trang phong thủy nó tốt hơn, tức là mình lấy làm sao mà lấy gọi là nó có thiên địa nhân mà. Vâng. Cái mà tam tai đấy nó gọi gần như là ông trời ấn định, tức là thiên ông trời ấn định nó là phần thiên. Vâng. Thì bây giờ mình dùng những cái phần liên quan địa, dùng liên quan đến nhân để mình gọi là bổ sung nó lại. Vâng.
thì chúng ta phối hợp với một cái phong thủy tốt, hoặc là một cách ứng xử tốt, là một cái nhân sinh quan tốt và một cái lối sống lành mạnh lương thiện, thì nó cũng góp phần hóa giải những cái đức năng thắng số đấy. Đức năng thắng số, vâng. Đức năng thắng số kết hợp phong thủy, vâng, thì nó sẽ gọi là đỡ lại, vâng, cái phần kia. Vâng, em rõ rồi. Đấy là cái phần khắc phục với năm tam tai, nói chung không tránh được, phải qua năm tam tai thì nó mới sang những năm khác được. Nên là chúng ta cứ bình tĩnh mà xử lý thôi, cố gắng làm sao là trời đã định là năm tam tai rồi thì cố gắng là về phong thủy, tức là phần địa chúng ta sẽ bố trí làm sao cho nó hanh thông, cộng với lại tính tình tốt đẹp, đức năng thắng số. Rồi, một khía cạnh nào đó thì nhiều nhà tỷ phú, doanh nhân lớn trên thế giới sinh ra từ những khu ổ chuột rách nát, rách lát cỏ. Rách nát, có những người không có nhà cửa nhưng họ vẫn thành công, và có những người là vĩ nhân. Theo phong thủy giải thích những trường hợp trên sao ạ? Em xin cảm ơn chương trình. Tức là bạn này nhiều khả năng cũng đang thuộc khu ổ chuột hoặc là gì đấy, là cũng đang... Tôi nghĩ bạn này là một cái người mà cũng có tư duy về phong thủy, cũng đã bắt đầu tìm hiểu phong thủy. Và những câu hỏi này nó cũng là một câu hỏi mà cũng cao cấp đấy. Vâng. Đấy. Câu này khó. Vâng. Cũng không phải là một câu đơn giản đâu. Vâng. Là những cái thời gian mà mới thâm nhập vào phong thủy, tôi cũng hay có những cái câu hỏi như này. Vâng, bạn nhân DT. Vâng. Vâng. Thì thông thường mà nói thì người thường thì sẽ chịu ảnh hưởng. Tức là nếu mà nói nhá, vâng, quy luật âm dương mà nói. Vâng. Thì bao giờ cũng dương cũng chi phối âm. Cái người bình thường sẽ chịu chi phối bởi những cái nhân vật mà uy thế và cao cấp. Thì nôm na là những cái người vĩ nhân ấy thì người ta sẽ có một cái ít bị chi phối nhất, tức là nó như là trong bùn lầy, vâng, hiện lên một ngôi hoa sen, bông hoa sen, vâng, trong đầm gì đẹp bằng sen ấy, vâng. Thì thông thường ở những cái miền đất mà càng tức là càng yếu kém, tức là những cái càng khó khăn, càng khó khăn, giống như ở trong một cái dân tộc mà đang bị nô lệ, tự nhiên ông vùng lên ông làm lãnh đạo, vâng, lại cực sáng, tức là thành ngôi sao cực sáng. Tức là trong âm có dương mà khi đến cái điểm cực âm thì kiểu gì nó cũng xuất phát và nó sẽ phát dương. Vâng. Thì nôm na là một cái cách thức mà, vâng, vô cùng khác biệt. Vâng. Gọi là trong tử vi nó có cách nó gọi là phản vi thì cách. Vâng. Phong thủy nó cũng vậy. Vâng. Thì có những cái nhân tố nó không chịu cái sự ảnh hưởng của ai hết, và nó thậm chí nó sinh ra nó để chi phối lại cả cái thế giới này. Vâng. Thì những cái người mà từ trong những cái khu nhà ổ chuột mà thành công thì cái sự thành công là kinh khủng lắm. Vâng. Tức là những cái nhà mà thế thì xoay ngược lại vậy, là những cái nhà mà gia đình có điều kiện đi thì chả nhẽ là cái cơ hội thành công của họ để lên một cái mức cao cấp nào đấy hơn thì chắc lại khó hơn đấy. Đôi khi nó cũng có là một cái sự khó hơn, theo anh là khó hơn, giàu mà vượt sướng thì nó mới là khó. Chứ còn là trong cái khó khăn mà người ta vượt qua rất là nhiều thử thách như vậy mà thành công. Vâng. Thì cái sự thành công của người ta khi mà người ta đã có những cái kinh nghiệm qua rất là nhiều cả rào cản, vâng, thì tự nhiên là về mặt gọi là kinh nghiệm người ta, sự bồi đắp qua các cái trải nghiệm của người ta thì cái sự thành công của người ta càng tốt hơn. Vâng. Cũng có ông anh của em kiểu là chiêm nghiệm thì bảo rằng là thường thì những người khó khăn ấy, thì người ta có một người thầy rất tốt, đó là người thầy khó khăn, chính là khó khăn luôn. Còn những cái nhà mà điều kiện gia đình đã khá ổn thì con cái lại không có cái ông thầy này, mà cái ông thầy khó khăn thì ông dạy được cho rất nhiều thứ, sức chịu đựng tốt hơn, khả năng kiên trì hơn, rồi làm việc nó quyết liệt hơn, và thứ hai là họ chả có gì để dựa vào cả, tại vì sau lưng họ là vực thẳm rồi, nên họ chỉ có một cách là phải cố hết sức để tiến phía trước chứ không thể nào lùi được. Còn nếu như ông có điều kiện thì nếu có thất bại thì lại lùi lại, alo mẹ gửi cho con 10 tỷ, con vừa buôn bán hụt cái này cái kia, còn ông kia là 10 tỷ là mất là chết, nên ông phải làm bằng mọi cách thì cái ông thầy nó cũng khác hơn. Nào, anh em mình hỏi xem tiếp này. Dưới đây anh em mình sẽ trả lời thêm một câu nữa thì chắc chúng tôi cũng phải xin phép là dừng lại để còn tiếp tục chương trình, vì các bạn gọi điện thì đang đợi rồi mà anh em của tôi thì lông bông quá. Đây anh thích trả lời câu nào? Đây có một câu khác ngoài lề, ngoài cái việc kia khen đi. Vâng. Anh Cương ơi, nam Bính Thìn, nữ Mậu Ngọ, năm tới có thể mua nhà không ạ? Cảm ơn anh. Bính Thìn là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em năm 76. 76 đúng rồi. Mậu Ngọ thì là 78. Thế thì thường với nhà chung cư thì cần phải chú ý điều gì nếu như là cái tuổi đấy mua nhà năm nay? Tuổi này mua nhà năm nay thì ví dụ như là lúc chúng ta sửa chữa hoặc là chúng ta làm nội thất ngôi nhà ấy, thì chúng ta có thể tính năm tháng ngày giờ làm sao mà hợp với cả bác chủ nhà này là được. Và đến lúc mà hoàn thiện thì lại chúng ta tìm một cái ngày tốt hợp với chủ nhà, chúng ta nhập trạch vào là rất là ok thôi. Vâng, rồi ạ. Đấy, các bạn đã rõ rồi, cứ nhìn chung là mua nhà thì cứ có cơ hội là nên mua ngay.
Còn sau đó hãng tính đến chuyện là nhập trạch rồi các thứ thì lúc ấy mới cần quan tâm đến tuổi tác nhiều. Sau đây chúng ta sẽ đến với vị khán giả tiếp theo có đăng ký đặt câu hỏi cho chương trình. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn Thanh Huyền. Alo, xin chào bạn Thanh Huyền. Huyền ơi, thấy Huyền đăng ký hỏi chương trình radio Nhà Đẹp và Chuyên Gia nên là hôm nay mình với anh Cương có gọi điện đến cho Huyền, thì không biết câu hỏi của Huyền là gì? Dạ, câu hỏi của em là hôm nay nhà chồng em muốn lên công ty thì có chồng được không anh? Với lại là nhà em định mua nhà ở chung cư thì có hợp không ạ? Đấy là mong muốn của em nhưng mà phải có thông tin để anh Cương còn biết. Ví dụ như chồng em thì sinh năm bao nhiêu, còn em thì sinh năm bao nhiêu, vân vân. Vâng, chồng em sinh năm 1990 và em sinh năm 1993 ạ. Chồng 90, vợ 93. Dạ vâng ạ. Chồng muốn lập công ty và hai vợ chồng thì muốn mua nhà đúng không em? Dạ vâng ạ. Ok, đấy ạ. Vợ chồng muốn mua nhà chung cư. Mua nhà chung cư. Em có nên mua không? Tôi xem cái tuổi của bạn là cái tuổi của chồng là cái tuổi canh ngọ. Vâng, đúng rồi, canh ngọ. Canh ngọ thì nếu mà năm nay nếu mà soi tử vi là năm rơi vào cái chữ gọi là chữ song hao. Song hao. Tức là song hao là phải tiêu tiền. Song hao mà lại gấp đôi đấy hay tức là song hao tức là phải tiêu tiền đấy. Vâng. Thành ra là nếu mà năm nay mà bạn đầu tư mua nhà mua đất thì là hợp lý. Vâng, đằng nào cũng chẳng phải tiêu tiền. Đúng rồi. Hoặc là cái chuyện liên quan đến startup cũng phải đầu tư ban đầu thì cũng rất là ok. Vâng. Thành ra là tôi nghĩ là cái tuổi chồng bạn hay vợ chồng bạn năm nay nên tiêu tiền. Mở công ty và mua nhà đều rất ok. Chuẩn thôi. Vâng. Cả hai vấn đề đều ổn cả. Bạn có muốn hỏi thêm việc gì không? Dạ em không còn gì để hỏi. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn Thanh Huyền. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Chào Thanh Huyền. Vâng. Đấy, hỏi cái là được luôn. Vâng, xong luôn. Vâng. Xong luôn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Chúng tôi xin phép được liên hệ với bạn Đông, bạn Lê Văn Đông. Alo. Vâng, xin chào bạn Đông ạ. Vâng. Bạn Đông ơi, anh em chúng tôi đang gọi đến cho bạn từ chương trình Radio Nhà Đẹp và Chuyên Gia. Có tôi với anh Cương, chuyên gia phong thủy ở đây. Bạn đăng ký hỏi câu hỏi thì không biết câu hỏi của bạn là gì ạ? Tôi muốn hỏi thầy là năm nay tôi sinh năm 1983, năm nay có làm nhà mới hoặc là sửa nhà được không? Vâng ạ, cảm ơn anh. Xin mời thầy ạ. À vâng, thầy phong thủy đấy. Sinh năm 1983. Vâng. Thì năm nay là năm 2019 dự định. Vâng. Đúng không? Vâng. Thì tính ra là năm đấy bạn 36 tuổi dương. 83 mà. Vâng. 36 tuổi dương. 37 tuổi âm. 37 tuổi âm. 37 tuổi âm thì 3 cộng 7 là 10. Là 10. Chia cho 9 còn dư 1. Dư 1 là kim lâu. Nó gọi là kim lâu. Đấy, học trò của thầy đấy. Vâng. Đấy, hôm nay anh xoay anh ngồi một lúc mà anh học hết nghề rồi. Vâng. Nếu mà nói về mặt lý thuyết thì là không thể là động thổ xây nhà được. Vâng. Nhưng mà nếu mà chỉ sửa chữa nhỏ thì lại có thể chấp nhận được. Vâng. Đấy, còn nếu mà muốn động thổ xây nhà thì cần phải mượn những cái tuổi tốt trong năm nay, tìm ra cái tuổi và hợp cho bạn, bạn có thể mượn tuổi. Vâng. Lưu ý là cái tuổi mượn thì là nên hơn tuổi với bạn thì là tốt nhất. Vâng. Đấy ạ, đấy là câu trả lời của anh Cương dành cho bạn Đông. Bạn Đông thấy thế nào? Còn câu vâng, vâng. Cảm ơn thầy. Cảm ơn anh tiến dụng giáo viên xoay cũng nhỉ? Vâng, cảm ơn anh Đông. Vâng. Rồi ạ. Vâng, cảm ơn anh và cảm ơn thầy ạ. Vâng, chào bạn. Cảm ơn anh. Anh Lê Văn Đông đến từ Thanh Hóa. Vâng. Thấy từ nãy giờ, bây giờ mới có bạn là gọi anh bằng thầy. À. Anh có hay được gọi là thầy phong thủy không? À, thực ra thì nếu mà gọi bằng thầy thì là cái chuyện cũng rất là bình thường hàng ngày đấy. Vâng, nhưng mà nghe nó cũng không hay bằng từ chuyên gia nhỉ. Chuyên gia nghe nó cũng phải có tính nghiên cứu. Thầy nó cứ có vẻ hơi gọi là có cái gì đấy nó hơi bí mật. Vâng. Nó hơi huyền bí. Vâng. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần trao đổi cùng với lại các bạn khán giả đăng ký hỏi đến. Vâng. Nói về cái câu chuyện mua nhà ấy, nó khác với cái câu chuyện mà động thổ làm nhà. Vâng. Thì động thổ làm nhà thì người ta còn tính tuổi gọi là kỵ hợp rồi tam tai ngốc kim lâu. Vâng. Chứ còn mua nhà thì theo tôi thì là khi nào mà có điều kiện, khi nào mà có cơ hội thì có thể đầu tư hoặc là mua để ở bất cứ lúc nào. Vâng. Còn quan trọng là cái lúc mà động thổ xây nhà thì mới bắt đầu gặp thầy đi xem. Bên nhà chung cư thì sao? Không cần phải động thổ thì sao?
Nhà chung cư thì chúng ta nói chung là chúng ta mua bất cứ lúc nào. Cái việc mà mua có thể mua bất cứ lúc nào, từ cái việc mà đầu tư rồi cho đến cái cơ hội nó đến. Đúng rồi, cơ hội nó đến hoặc lướt sóng hay là đầu cơ hay như nào đấy. Còn cái câu chuyện mà động thổ thì mới bắt đầu mà phải định tính đến cái câu chuyện là hợp tuổi phong thủy. Còn cái việc mà nhà chung cư ấy, thì bản chất là cái sàn nhà móng miếc người ta cũng làm cho mình. Rồi thì nóc nhà người ta cũng cất cho mình. Nên chỉ cần chúng ta cần làm mỗi đồ nội thất nên thành ra cái câu chuyện mà ảnh hưởng của cái tương tác trong cái việc mà động thổ thì nó rất là nhỏ bé. Vâng. Bạn Nguyễn Đình Hiệp hỏi là: chào anh Cương, dưới góc độ chuyên môn của anh nhận định thế nào về thị trường bất động sản năm 2019 ạ? Câu hỏi này cũng là một cái câu mà khách hàng của tôi hay hỏi han đầu năm đấy. Vâng. Ông thì hỏi về chứng khoán, ông hỏi về bất động sản. Vâng. Thì theo cái kinh nghiệm mà về gọi là tính toán về các dưới góc độ góc nhìn phong thủy. Vâng. Như là cái việc mà đi thăm các cái công trình rồi đi thực địa. Vâng. Từ Hà Nội cho đến Sài Gòn rồi các tỉnh, vì là sao? Bởi vì phong thủy ngoài cái việc mà tính toán về mặt lý khí thì cũng phải nhìn về mặt hình thế, địa thế. Vâng, phải đến tận nơi đấy. Giống như là bấm số tử vi thôi, nhưng mà được xem mặt xem tướng kết hợp hai cái đấy thì nó vẫn là tròn trịa và ra một kết quả chuẩn hơn. Vâng. Thành ra câu chuyện nếu mà nói về thị trường bất động sản thì nếu mà nói khu vực mà nói nhé, thì thấy là Sài Gòn nó vẫn đang là những cái mà còn những cái sóng tiếp theo. Nhưng mà Hà Nội thì nó cũng bắt đầu bưỡng vào cái ngưỡng gọi là chững rồi. Thành ra là cái câu chuyện mà ở Hà Nội thì những cái người mà có hàng, thì nhất là ở trong những cái khu trung tâm hoặc là nói chung trong bán kính trong vòng trung tâm nội đô, thì sẽ gặp bất lợi hơn là người có tiền. Vâng. Nên là cái người có tiền sẽ bắt đầu có nhiều cơ hội hơn. Tức là hàng sẽ phải giảm giá để người ta đi. Vâng. Nên là chủ đầu tư, tức là người mà có tiền thì họ lại nhiều cơ hội mua được, chọn được hàng đẹp. Vâng, xin cảm ơn anh Cương rất nhiều. Và thay mặt chương trình thì xin cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc anh sang năm mới cùng với gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công. Cảm ơn anh cũng như là chương trình. Vâng, xin chào anh ạ. Xin chào.